Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa rất là hay, rất là nổi tiếng của hãng JBL. Có model là 433A. Đây là một trong những model rất là hay và rất là dễ ghép luôn. Đôi loa JBL này được sản xuất tại Mỹ và thị trường Việt Nam được rất nhiều anh em ưa chuộng. Dòng JBL 433A này là full Nadico hết các bác nhé. Đấy, loa tình trạng loa thì rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc và zin hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Và bây giờ em sẽ đi mở cái căng và giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn cùng tham khảo, cùng chiêm ngưỡng cái mức độ đẹp của đôi loa này. Vâng, em đã mở hai cái căng của đôi loa JBL 433A. Trước mặt quý vị và các bạn là đôi loa JBL 433A. Đôi loa rất là đẹp luôn và bây giờ em sẽ quay gần lại giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, đây là đôi loa 433A. Đôi loa này sử dụng một bát 40 màng giấy và gân mút nên là rất là dễ chơi. Và đôi loa này sử dụng củ Anico, củ của nó có mã là 231A các bác nhé, củ 2231A. Và bên trên nó là sử dụng một chép dìu, chép dìu có mã là 2405 và một kèn, đó là củ kèn nó là 2420 và họng kèn của nó là 2312. Và cái len của nó đấy, nên là đấy, về hình thức đôi loa này thì là rất là đẹp luôn đấy, thùng quách rất là đẹp. Đôi loa này thì hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng rồi, di tuyệt đối luôn. Đấy, em quay chiếc bên này. Những cái dòng JBL này rất là dễ chơi và chơi được rất là nhiều thể loại nhạc. Các bác nghe đa thể loại nhạc thì đừng nên bỏ qua những cái dòng JBL này. Và bây giờ em sẽ test một bài nhạc, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái chất âm của đôi loa này. Em sẽ mở một cái bài nhạc vàng liên khúc nghèo cho các bác cùng trải nghiệm chất âm. Trời xuôi tan vỡ tình đôi lứa, lời hẹn thề xưa theo gió bay, nhắc đến làm chi thêm sầu khổ, thêm tôi kiếp nghèo phận trắng tay. Xưa nay nếu nghèo là tung thiếu,
Video giới thiệu sản phẩm cũng như test hoạt động sản phẩm đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Đôi loa JBL433A em đang bán với giá là 81 triệu. Các bác có nhu cầu xin liên hệ và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.